Ok, nhìn tiêu đề của video thì chúng ta biết hôm nay nói về gì rồi ha. Về những con cốt độn khó bắt nhất cái vùng Paldea này. Tôi biết cái video này nên ra sớm hơn. Nhưng mà thiệt ra lúc đó tôi còn rất là mơn mởn xanh tươi, nghĩ rằng thế giới này toàn màu hồng, thấy con nào thì bắt con đó thôi, bởi vì Pokemon xuất hiện ra trước mặt mà, chứ đâu có mà núp lùm bụi chuối đánh du kích như hồi xưa. Tuy nhiên thì sau khi chơi game 7 tháng trời, tôi xăm lại. Má nó sao nhiều con khó bắt dữ vậy trời, cái tù ranh con này. Đương nhiên thì không xét đến những trường hợp bạn có được sự chiếu sáng của 10 phương chư Phật, mà có được Mass Outbreak của tụi Pokemon kể tên dưới đây. Ở đây thì tôi xét điều kiện tối đa nhất là có thể ăn bánh sandwich để có thể bắt được tụi nó. Còn không xét đến trường hợp là hơn mà các bạn có Mass Outbreak ha. Ok, thì nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe. Còn hoa với cỏ thì để tôi xếp hạng xong tụi này là tôi đi tặng các bạn sau. Vô hạng 10 là Flabébé. Các bạn biết đó, một trong những điều tuyệt vời nhất mà Pokemon Scarlet and Violet làm được, đó chính là làm đúng kích thước của mỗi Pokemon. Rất tuyệt. Tôi thấy Don Dozo to vật vã, giả bộ ẩn mình dưới làn nước. He he, sẽ không ai thấy mình đâu. Được nhìn thấy vị thần không gian hiên ngang to lớn, đúng chất các vị thần. Và cùng lúc đó là vấp phải một cái bia mộ nhỏ tí teo giữa một cái vùng đồi núi tuyết bao la mà tôi cũng đéo hiểu tại sao lúc nào tôi cũng vấp phải hoài. Hóa ra là một con chó. Mà, và còn bài kiểm tra nào khiến bạn tự tin về đôi mắt của mình hơn không? Có. Đó chính là con cốt đột này. Flabébé. Nhìn trong Pokemon thì kỳ diệu đáng yêu, nhưng thật ra ngoài đời thì cái thị lực của bạn không phải 10 trên 10 thì thấy mẹ bạn luôn. Tôi bị cận, dần, cho nên là chuyện thấy được tụi nó của tôi càng khó khăn hơn. Nhưng đây là video về những Pokemon khó có thể sở hữu nhất. Thì đúng là tôi tìm mãi cái con này mà không thấy tụi nó đâu. Trong khi cấp 2 của tụi nó thì thấy nhan nhản, cấp 1 thì thiệt sự là từ lúc mà chơi game tới giờ là tôi vẫn chưa thấy nó đâu. Tìm ngu cả người, tới giờ tôi cũng chưa thấy. Cho nên cái video bạn đang coi đó chính là cái video mà tôi cướp của người ta đó. Nhục nhã, quá ê chề. Hạng 9 là Chacadet. Là một Pokemon mới của Gen 9, được quảng bá khá là rầm rộ, nên việc có được tụi này cũng khó khăn hơn một chút xíu. Nhìn bản đồ thì thấy dễ tìm lắm, ở khắp mọi nơi ha. Nhưng tỷ lệ xuất hiện tụi này cực kỳ hiếm. Từ cái hồi mà tôi bắt đầu chơi game cho tới tận bây giờ thì tôi đi ngang chắc cũng thấy được một hai con à. Ý là tôi cũng không có chủ động đi tìm tụi nó, nhưng mà việc đi ngang mà chỉ thấy được một hai con là một cái chuyện tụi nó hiếm vãi luôn ấy. Mặc dù là Pokédex của tụi này nói là xuất hiện khắp nơi, cái đồ lừa đảo, cho nên là tôi nghĩ các bạn không nên tin vào cái Pokédex của vùng Paldea này làm gì. Hạng 8 là Applin. Là một trong những Pokemon có kích thước nhỏ, đương nhiên nó không ngang ngược được như Flabébé, nhưng nó hơi khó tìm thiệt. Vì hình dạng thật sự của nó là một con sâu bên trong một quả táo, nên trừ khi nó có Mass Outbreak. Mà nói thiệt chứ Mass Outbreak của tụi này hơi bị khó tìm á. Không thì để bắt được tụi nó, bạn phải lái Coraidon hoặc là Miradon tông vào cây. Và chỗ dễ tìm nhất là khu rừng Tactri Thicket. Cứ tông vô, ừ đúng rồi đó, cứ tông vô. Bạn lái một trong những Pokemon mạnh nhất thế hệ này mà cứ tông vô. Đó là một hồi một trái táo rớt xuống. Và nếu như là Newton có ở trong thế giới Pokemon này, thay vì ông ấy phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn, thì ông ấy sẽ cầm quả Pokeball lên Pokemon, get to the fair, mà thu phục nó, vì nó chính là Pokemon chúng ta đang tìm kiếm. Lòi con mắt. Và bọn âm binh vũ khí đá tiếp theo là Zoroa, Zorok và Tiedo. Đố vua có thưởng, các bạn đều sẽ tìm ra dễ dàng cái điểm chung của tụi này. Đó chính là, đúng vậy, tụi nó đều có khả năng biến hình. Và điều trời đánh nhất của tụi này đó chính là khả năng ngụy trang thành Pokemon khác. Nhìn vậy mà đâu phải vậy, bọn này chỉ có thể hiện nguyên hình khi mà chúng ta đâm thẳng cho tụi nó thôi. Đúng rồi đó, vì yêu cứ đâm đầu đó. Và một điều trời đánh hơn nữa, cho dù tụi này có là dạng shiny thì khi hóa trang thành Pokemon khác thì nó cũng sẽ có màu bình thường thôi. Cho nên để mà các bạn có thể săn được shiny tụi này á, là bạn đều phải xác định coi con nào là con thiệt cái đã, rồi sau đó đợi tụi này hiện nguyên hình thì bạn mới biết nó có shiny hay không. Chó đẻ dễ sợ. Một cái tip có vẻ là khả thi khi bắt tụi này đó chính là ở giữa những Pokemon đi thành đàn, bỗng nhiên lòi ra một con, à có một con khác lòi, thì rất có thể là tụi nó. Sự thật duy nhất chỉ có một, còn nếu sai thì hốt một cục quê đi về thôi chứ không sao hết. Tiếp theo là con mặt heo này, Slakoth. Con này các bạn cũng sẽ như tôi, nó có cấp 2 dễ tìm quá trời, cấp 3 cũng quá dễ tìm, vậy cấp 1 chắc nó cũng dễ tìm lắm ha. Không, chắc các bạn sẽ tin là từ hồi đầu game tới giờ tôi chưa một lần nào thấy mặt tụi nó hết. Nói thiệt, cho dù tôi có chủ động đi tìm tụi nó đi chăng nữa, dù là trên bản đồ có hiện cái mặt mâm tụi nó ra đi chăng nữa, dù cho tôi biết tụi nó có bám ở trên cây đi chăng nữa, dù vật đổi sao dời như thế nào đi chăng nữa, dù tôi có lái con Corridor nó đâm thẳng vô cây đi chăng nữa, thì trời ơi, nó vẫn không xuất hiện. Ừ, nó vẫn không bao giờ xuất hiện. Và cái cách hạ lưu nhất mà đê tiện nhất phải làm, đó chính là phải ăn sandwich để tăng tỷ lệ xuất hiện của Pokemon hệ thường. Xong chạy vòng vòng dưới gốc cây, tôi ở đây hết 5 tiếng đồng hồ. Nó đi làm chó mà mặt lợn tụi này vẫn không xuất hiện nha. Ủa, tụi bay có phải là huyền thoại đâu?
không bán quyền thoại mà sao làm giá gì vậy? Rồi số 6 là gia đình của Mouse Hole, gia đình 3 thành viên. Thực ra thì cấp 1 của tụi này Tender Mouse không có khó tìm, nhưng mà phổ biến nhất khi tiến hóa của loài này là gia đình 4 thành viên. Rất dễ thương, nhưng mà không đạt chuẩn vì không kế hoạch hóa gia đình. Thực ra concept của tụi này không có nói rõ là hai tụi này có phải là con của tụi lớn sinh ra hay không. Nó có thể là nhận nuôi, cũng có thể hai con lớn không chỉ là con đực và con cái, mà cũng có thể là hai con đực và hai con cái. Ok, một cách ủng hộ sự đa dạng giới tính rất là tinh tế, 10 điểm, nhưng nhiêu đó không có đủ để soi dịu cái sự máu chó của tụi nó nha. Không, gia đình 4 thành viên thì dễ kiếm. Biết rằng một con thì nuôi chẳng ra sao, hai con chụm lại cả nhà thương đau. Tỷ lệ gia đình có 3 thành viên chỉ là 1%. Hay, gia đình biết kế hoạch hóa về đây ít ghê, là 1% thôi đó. Được cái hơn là gia đình 3 thành viên sẽ xuất hiện ở những hang Terra 4 sao. Nhưng mà bạn chưa hoàn thành cốt truyện thì tỷ lệ xuất hiện của hang Terra 4 sao này sẽ là 1/88. Mà chưa chắc là cái hang Terra 4 sao nào cũng là dạng 3 thành viên đâu, nhưng nó chưa khó bằng con tiếp theo. The Dun Space, dạng tiến hóa mới nhất của Dun Space. Nhìn dạng tiến hóa thì nó không khác gì, cho nên là nó là tiến hóa nghe thật là ngượng mồm ha. Nhưng mà nó là vậy á. Nhiều năm mòn mỏi chờ đợi dạng tiến hóa của Dun Space thì chúng ta có được cái này đây. Quá xả là dư luôn, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Đã tới khúc vui chưa? Dạng tiến hóa mới này chia ra làm hai loại. Một loại 2 đốt, dạng hiếm hơn là 3 đốt, còn dạng hiếm hơn nữa là 1 đốt. Đùa đó, không vui hả? Không. Quay lại thì nó giống như là dạng tiến hóa Mouse Hole của Tender Mouse vậy đó. Và cùng giống một điểm nữa là dạng hiếm 3 đốt chỉ chiếm 1%. Nhưng chắc chắn tụi này bạn không bắt được, bởi vì nó không xuất hiện trong tự nhiên, cũng không xuất hiện trong những cái hang Terra luôn. Cách duy nhất để bạn có thể có được dạng này là bắt một con Dun Space và cho nó tiến hóa, rồi chờ vận may. Và chỉ với 1% kiếm được dạng tiến hóa hiếm thì tự tưởng tượng Shiny của tụi này kiếm khó như thế nào nữa. Cho nên kiếm xong mà đem vô group để mà flex đã chắc nở lỗ mũi thành cái ống cống luôn á. Tiếp theo tới hạng thứ tư là Taurus vùng Poundia. Không, không phải con này. Con này xuất hiện đủ thứ chỗ, quá là phiền. Thấy tôi là nó nhào cho nó đánh nè, quá là phiền. Ý tôi nói là dạng lửa và dạng nước của nó. Tùy theo bản game bạn chơi mà dạng lửa và nước sẽ xuất hiện. Nhưng bạn đi tìm bình thường thì sẽ không có tụi nó đâu. Pokemon ở vùng Paldea thích tụm 5 tụm 3. Nó chứ là tụm 5 đi chung với nhau. Và tỷ lệ trong 5 con đầu trâu mặt ngựa này sẽ có một con dạng lửa giác đấu nếu bạn chơi bản Scarlet. Và sẽ có con dạng nước giác đấu nếu bạn chơi bản Violet. Nhưng mà dù bạn có tin hay không thì tôi đi game từ đầu game tới giờ, đi ngang đầu Taurus vẫn không thấy con dạng lửa nào. À, quá tuyệt vời, tôi hên dữ ta. Cách tốt nhất mà bạn có thể làm lúc đầu game để sở hữu tụi nó là ăn bánh sandwich, giúp tăng khả năng xuất hiện của Pokemon hệ lửa lên, hoặc là hệ nước tùy theo bản game. Rồi bạn may mắn sẽ tìm thấy 5 con Taurus đi chung với nhau, và trong đó sẽ có một con hình dáng khác những con còn lại. Và đừng vội bỏ qua nó, hãy chạy tới vì nó là thứ bạn đang tìm kiếm đó, còn nó không thuộc về tôi ha. Hai đứa tiếp theo, hạng thứ 3 khó sở hữu nhất, đó chính là Roaring Moon và Iron Valiant, là hai Paradox độc quyền tùy theo bản game. Vì sao khó bắt? Vốn là Paradox Pokemon, chỉ có thể bắt được sau khi hoàn thành cốt truyện game thì đúng. Trở thành Champion, rồi bạn nhảy vào khu vực cuối cùng của Area Zero mới có thể bắt được tụi nó. Nhưng trong khu vực này thì bản đồ không hoạt động. Nếu bạn không ghé thăm nơi này thường xuyên thì cũng sẽ rất dễ bị lạc. Vì dù sao cái hang này cũng rất là rộng lớn. Ở biết đó, ở ngoài bản đồ bình thường Pokemon xuất hiện trên bản đồ thì tôi cũng đã đi tìm không được rồi. Thì vô cái hang này, cho tôi một lý do đi không chứ thề đi. Đúng, tụi Paradox này xuất hiện rất là nhiều, đủ chỗ. Nhưng hai trong số những con mạnh nhất của tụi này thì nếu bạn đi bình thường thì bạn sẽ không thấy. Tụi nó ở một cái hang bí mật. Bí mật à, hơi nhục nhã xíu là nhờ thằng bạn chơi chung với tôi chỉ thì tôi mới biết. Còn nếu mà không có nó thì chắc tôi cũng đuôi mù luôn rồi. Nếu như bạn chơi bình thường và không muốn có sự trợ giúp của YouTube thì cũng sẽ tìm ra đó. Nhưng mà đó là chắc cho đến khi mà crush của bạn đám cưới rồi thì bạn mới tìm ra, coi như là một sự an ủi của vũ trụ dành cho bạn. Ở căn cứ số 3, bạn sẽ rẽ trái, chạy một hồi có một cái hang. Đi theo lối mòn này thì sẽ thấy một cái hang sơn đòn cực kỳ bự, và Pokemon bạn cần tìm ở trong đó. Tùy theo bản game bạn chơi là quá khứ hay tương lai thì Pokemon tương ứng sẽ xuất hiện. Còn cái này là tôi với thằng bạn của tôi chơi hai bản khác nhau mà đi chung với nhau, nên là tương lai với quá khứ hòa làm một. Tuyệt vời, đỉnh của đỉnh, 10 điểm. Con số 2 khó để sở hữu nhất, đó chính là Goldengo, cậu vàng của Gen 9. Nếu ai đó theo dõi kênh TikTok của tôi thì cũng sẽ biết con đường tiến hóa Shiny Goldengo của tôi nó trần chiên hơn cả vũ nương trong người con gái năm xưa. Bắt được cấp 1 là khó, lấy được cấp 2 mới là con chuyện. Bạn phải thu thập đủ 999 đồng Gimigo để có thể tiến hóa được Goldengo. Và những con Gimigo thường xuyên nằm rải rác trên khắp bản đồ,
đa số chúng sẽ ở những đài quan sát, song cũng sẽ có ở núi tuyết, ở sa mạc, ở những tàn tích và cả hang động. Nói chung thì nếu lần đầu tiên bạn gặp tụi nó và đánh thắng tụi nó, bạn sẽ nhận được ít nhất là 50 đồng Gimigo. Còn khi bạn tìm lại những chỗ tụi nó từng xuất hiện, thì cùng lắm chỉ nhận được 30 đồng mà thôi. Con đường kiếm tiền thì đúng là không bao giờ dễ ha. Nhưng mà ngoài đời đã khó, mắc gì trong game hành nhau nữa trời ơi. Trước khi tới con quái thai khó tìm cuối cùng, tôi sẽ điểm qua một số Pokemon cũng khó tìm không kém, nhưng nếu bạn được trợ giúp bởi những sự hướng dẫn thì sẽ không mất thời gian của bạn lắm đâu. Đó chính là bộ tứ của vùng Paldea. Muốn bắt tụi này, bạn phải mất cũng khá nhiều thời gian đó. Đầu tiên thì bạn phải hoàn thành lớp học lịch sử trong trường, chắc mất đâu khoảng 30 phút á. Sau khi học xong thì bạn lại nói chuyện với cô dạy lịch sử, thì bốn chỗ phong ấn tụi nó mới xuất hiện. Tiếp theo là đi học hỏi thủ lĩnh thẻ bài Sakura giải trừ phong ấn bằng cách đi tìm rút những cây gậy cắm khắp nơi trong vùng Paldea. Mỗi con sẽ cần rút khoảng 8 cái để phong ấn được giải trừ, tức là bạn phải rút khoảng 48 cây để có thể bắt được hết 4 con. Bạn thả nó ra thì bắt nó lại, vo tròn tụi nó rồi nuốt vô bụng. Lộn truyện mày ơi, lộn truyện. Vậy đó, nếu không có hướng dẫn thì tụi này khó bắt thiệt. Còn có hướng dẫn thì các bạn chỉ cần mất thời gian thôi. Nhưng mà hạng 1 thì sao? Hạng 1 là không có cái gì để hướng dẫn luôn, phụ thuộc vào phước đức của bạn. Đó chính là Synesty. Các bạn biết đó, đây là thân hình của một tách trà. Nhưng tách trà Dis thì có tách trà Dash, cho nên là dạng dễ tìm thấy nhất của nó là dạng Phony, tức là dạng hàng nhái, hàng dởm. Dạng khó tìm hơn là dạng Antique, tức là đồ cổ, quý hiếm, có dán tem chống giả đàng hoàng. Đúng như câu thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Hàng đồ cổ thì chỉ có 1% có thể kiếm được, và được xác định bằng cái tem dán. Vậy thì tem chống hàng giả được dán ở đâu? Ở dưới đít nó. Vâng, ở dưới đít nó. Nghe cho kỹ nè, ở dưới đít nó. Cho nên lúc bạn đi bắt, nó vừa nhỏ và chả khác gì nhau ở hai dạng. Cách duy nhất là bạn phải xoay camera, xoay như tàu lượn siêu tốc, xoay cho tiền đình luôn. Thở đời nay đi bắt Pokemon mà phải xoay camera để nhìn đít tụi này thì tôi thấy mình giống như mắc bệnh vậy đó. Nhưng đâu phải lúc nào góc máy quay cũng tốt để nhìn đâu. Nó quá nhỏ và mờ để các bạn có thể xác định được nó có tem hay không. Gặp tôi lại bị cận nữa, nên tôi nói thiệt là bài test của bác sĩ khám mắt nó còn dễ hơn cái bài test này á. Rồi giờ mày nhìn coi đây là cái đồ cổ hay không. Ơ ông đùa tôi á. Nó lẹ. Ừ, nó là đồ cổ. Thay con mắt mới cho nó liền. Cái đồ lăng. Mà nói thiệt đi, nhìn ngắm đít của một Pokemon là tôi cũng thấy hơi kiểu già chừng rồi đó. Đằng này nhìn chầm chầm xoay tùm lum chỗ mà chả thấy gì. Tự nhiên thấy bản thân mình biến thái vãi nồi. Ơ, anh nhìn gì nhìn hoài đấy. À, em không phải là người con gái anh tìm kiếm. Đồ tệ bạc, mày quýt mẹ mày đi. Và một điều thú vị nữa thì tụi này chỉ xuất hiện hai chỗ trên vùng Paldea rộng lớn này. Và tôi cũng biết là hàng giả hay hàng pha ke loại 1 thì nó đều không ảnh hưởng đến chiến đấu. Nhưng mà cứ tâm lý mình xài đồ giả hay cấn cấn rồi đó. Ở bên ngoài xài đồ thiệt không được, bên trong game mà cũng phải xài đồ giả nữa hay cấn rồi đó. Ok, nói chung thì con quỷ này vừa kết hợp là bạn phải có mắt diều hâu và phải có ánh sáng từ 10 phương chư Phật nữa thì bạn mới tìm được cái hàng hiếm. Và đó cũng là top 10 Pokemon khó sở hữu nhất cái vùng Paldea này. Cái này thì chưa bao gồm DLC. Mốt DLC ra nhiều khi còn nhiều con móc chó hơn nữa làm sao. Vậy ha, hẹn gặp lại. Bye.